Donetsk oan mình ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga. Tại mặt trận Torex, hàng chục nghìn quân Nga và Ukraine đang giao tranh ác liệt. Hiện tại, quân đội Ukraine đang phải đối mặt với một cuộc tấn công quy mô lớn với sức mạnh vượt trội của quân Nga và một hệ quả tất yếu là tuyến phòng thủ dần bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ. Khi quân đội Nga thả bom nhiệt áp OFB và bom phá hạng nặng FAB-3000, vào tuyến phòng thủ kiên cố của quân Ukraine ở các nhà cao tầng gây thêm nhiều thương vong, sau những trận tấn công hỏa lực ác liệt, một phần tuyến phòng thủ ở Torex đã bị quân Nga chọc thủng. Việc đột nhập thành công và chiếm được một số trận địa phòng ngự kiên cố, trong đó có gần một nửa số tòa nhà cao tầng trong một ngôi làng, đây hoàn toàn không phải là tin vui đối với các quan chức cấp cao của quân đội Ukraine. Những người cũng biết rất rõ về khu vực Torex. Trước tình hình sụp đổ của tuyến phòng thủ Torex, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine vội vã tung thêm 4 lữ đoàn từ mặt trận trung tâm và phía nam Donbass, chuyển họ đến mặt trận Torex để tiếp việc nhằm ngăn chặn bước tiến của quân Nga. Tuy nhiên, quân đội Nga dường như đã có kế hoạch chuẩn bị đón quân tiếp viện của Ukraine từ lâu khi kết hợp hòa lực mặt đất và trên không, cũng như sử dụng số lượng lớn xe tăng, xe bọc thép và quân số để tiến hành các cuộc đánh chặn khốc liệt. Có thể nói, hệ thống phòng thủ do quân đội Ukraine xây dựng trên toàn bộ chiến tuyến Donbass là không hoàn hảo. Bởi chỉ cần quân Nga phát động tấn công toàn diện và sau đó tập trung lực lượng vượt trội để chọc thủng bất cứ điểm nào, thì quân Ukraine sẽ hoàn toàn bị mắc kẹt. Với thế bố trí phòng thủ như vậy, dù quân Ukraine có muốn hỗ trợ, cũng sẽ phải đối mặt với sự đánh chặn của quân Nga. Chắc chắn, mức độ tổn thất và thương vong sẽ lớn hơn quân Nga, mặc dù quân Nga là bên tấn công. Mặc dù quân đội Ukraine cố gắng tung 4 lữ đoàn hỗ trợ mặt trận Torex, nhưng đã bị hòa lực trên bộ và trên không của quân đội Nga chặn lại. Đây cũng có thể là cơ hội để tiêu diệt quân Ukraine, biến các khu vực này thành vùng tiêu diệt khi quân Ukraine phải chiến đấu ngoài công sự. Trang Top Topwa ngày 4 tháng 8 cho biết, quân đội Nga đang tích cực đánh bật quân Ukraine khỏi thị trấn New York, nằm ở phía nam thành phố Torex. Đây là thị trấn quan trọng, cùng với Torex hợp thành tuyến phòng thủ Torex, New York. Nhưng hiện tại, hơn một nửa thị trấn này đã nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga. Hiện tại, thị trấn New York Lữ đoàn bộ binh 9 thuộc quân đoàn 1 của Nga đang phát triển chiến đấu chậm tại các khu dân cư do việc quân Ukraine tích cực sử dụng UAV FPV. Phía bên kia, quân Nga cũng sử dụng ồ ạt những loại vũ khí như vậy, khiến thiệt hại hai bên tăng cao. Nhưng trước sức tấn công liên tục, không ngừng nghỉ của quân Nga, vòng bán nguyệt ở phía đông của khu dân cư ở thị trấn New York đang bị thu hẹp. Đơn vị đồn trú của Ukraine nằm trong vòng bán nguyệt này, được lệnh không được rút bất chấp hỏa lực bom pháo đang liên tục dội xuống. Việc không cho rút quân khi quân Nga tấn công dữ dội, điều này tiếp tục gây ra lan sóng chỉ trích Tổng tư lệnh Sisky. Từ các đại biểu Vekona Radar, Quốc hội Ukraine, lý do bị chỉ trích là những khu vực phòng thủ này có thể bị bao vây bất cứ lúc nào, đồng nghĩa với việc hàng trăm binh sĩ Ukraine sẽ bị tiêu diệt hoặc bị bắt.